Chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình. Hôm nay mình sẽ xin tiếp tục cái phần mà trong cái cuốn sách này, đó là phần nguồn tiền lớn đầy bất trắc. Một ngày đột ngột ngạt vào tháng 8 năm 1987, tôi nhận được một cuộc gọi từ văn phòng tư vấn của mình ở Washington. Cuộc gọi đó đã làm cá nhân tôi hiểu rõ rằng nguồn tiền mới trong nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi các quy tắc của trò chơi một cách triệt để như thế nào. Trước cuộc gọi đó, tôi đã từng có cảm giác rằng dù gì đi nữa thì hệ thống toàn cầu ngày càng liên kết chặt chẽ với nhau, này đang giải phóng các lực lượng thị trường vô cùng hùng mạnh. Nhưng nhờ cuộc gọi đó, tôi đã nhanh chóng khám phá ra việc toàn cầu hóa tài chính đã làm thế giới mà ngay cả tôi đối với nền tài chính hiệu quả nhất cũng lung túng như thế nào. Cuộc gọi ấy là từ vị đại sứ Singapore tại Mỹ, Tony Cole. Thì đó là một ngày cuối mùa hè tại Washington DC, nơi mà bầu khí quyển với độ cao đang bao phủ trên toàn thành phố. Trong khi đó, hầu hết cư dân đi nghỉ mát tại bãi biển. Vị đại sứ đã hỏi tôi: "Ngài đã bao giờ đi du lịch ở Singapore chưa?" Tôi trả lời: "Tôi đi Tokyo và Hồng Kông thôi." Vị đại sứ đã gợi ý rằng nếu một chuyến đi nào đó của tôi trong thời gian sắp tới mà ghé thăm Singapore thì tôi sẽ kiếm được một hợp đồng tư vấn lớn với ngân hàng trung ương tại Singapore. Đó là tức là MAS, tức là cơ quan quản lý tiền tệ của Singapore. Chúng tôi hẹn một ngày nào đó vào mùa thu thì tôi sẽ ghé thăm Singapore. Thời điểm đó hóa ra chỉ đầy một chưa đầy một tuần khi mà thị trường chứng khoán thế giới sắp sụp đổ. Singapore, một nước nhỏ thuộc nền kinh tế vành đai Thái Bình Dương, là sản phẩm sáng tạo thành công của Lý Quang Diệu. Ông đã điều hành đất nước như một kẻ chuyên chế nhân từ. Tôi biết đến danh tiếng của ông như là một nhà chiến lược toàn cầu tài ba xuất chúng. Và tôi hỏi tài liệu trong chuyến đi này, tôi có được nghe những câu chuyện về sự sáng suốt của Lý Quang Diệu đối với sự thay đổi kinh tế toàn cầu hay không? Tôi không được chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp tới. Máy bay của tôi đáp xuống Singapore và đầu giờ tối, khi người hướng dẫn trong chính phủ Singapore và tôi ngồi trên chiếc xe limo đi thăm khắp thủ đô thì lướt qua mắt của chúng tôi là từng dãy của khách sạn đẹp với những phong cảnh sáng lung linh và những vòi phun nước lấp lánh. Nhưng khi chúng tôi đến khách sạn mà bộ phận lễ tân trong chính phủ Singapore đã lựa chọn cho tôi thì hóa ra lại là một khách sạn nhỏ hẹp. Căn phòng của tôi là nồng nặc mùi khói thuốc lá và xen lẫn với mùi thuốc khôi của nhà vệ sinh. Với mùi chất tẩy rửa, qua điện thoại tôi đã thất vọng mô tả căn phòng đó với vợ tôi, tức là Vicky đang ở Washington. Tôi nói sau chuyến bay dài, anh đã chờ đón một thứ gì đó làm cho thoải mái hơn và thơm tho hơn. Buổi sáng hôm sau, người lễ tân đã gặp tôi trong tiền sảnh khách sạn. Ông ấy nói, rất tiếc khi biết ông không cảm thấy thoải mái với căn phòng đó. Tôi im lặng vì đang cố nhớ lại điều gì khác mà tôi đã vô tình nói qua điện thoại với một chút bực bội không. Trong khi lái xe đến ngân hàng trung ương, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao tôi lại ở đây. Tôi nghĩ đến các biển hiệu cảnh báo tại sân bay về mức án tử hình dành cho những kẻ buôn bán thuốc phiện, về những câu chuyện về những trọng đòn đối với học sinh sinh viên đại học người Mỹ, về những hành động cư xử xấu, về việc cấm nhai kẹo cao su. Tuy nhiên, trực giác đã nói với tôi rằng đây có thể trở thành một cơ hội kinh doanh mới, hoặc là ít nhất cũng có thể một trải nghiệm hấp dẫn. Vì vậy tôi tiếp tục đi. Nhiều năm nay, chính phủ Singapore đã thuê Richard Hem, là cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ, CIA, làm tư vấn cho mình. Ông Hem, một người bạn thân của Lý Quang Diệu, vị cha đẻ của Singapore, lại thiên về các vấn đề an ninh quốc gia nhiều hơn. Tuy nhiên, hiện tại ngân hàng trung ương lại cần nhiều thông tin về những điều có thể xảy ra tại quốc gia G7, tìm cách phát triển thịnh vượng một hệ thống các quốc tế đang toàn cầu hóa nhanh chóng hơn là phân tích tại nước Nga. Các nhà kinh tế học tại ngân hàng trung ương rất chuyên nghiệp, họ có thể nhìn thấy việc toàn cầu hóa đang đến rất gần, tương tự như các ngân hàng tại trung ương khác. Trong khu vực thì cơ quan quản lý tiền tệ Singapore, MAS, giống như một công ty thương mại tài chính khổng lồ với Goldman Sachs là một chính phủ tài trợ. Trong các cuộc gặp của ông diễn ra tốt đẹp, Bộ trưởng Thương mại Tài chính Rick Hu đã nói với tôi vào ngày thứ hai trong chuyến thăm. Ông nói,
tất cả những gì tôi cần bây giờ là một cái bắt tay đơn giản với lãnh tụ, cuộc gặp gỡ trong 5 phút. Tất nhiên lãnh tụ ở đây chính là Lý Quang Diệu, người Richard Nixon coi là người tài chính tốt nhất mà tôi từng gặp. Bất ngờ trước tình huống khó xử này, bản thân tôi đã cố gắng để gây ấn tượng tốt. Khi tôi đến một tòa nhà xây dựng theo kiểu thực dân với những sân bóng cricket bao quanh, nhân viên lễ tân đã dẫn tôi vào một phòng họp với kích thước trung bình. Sau một vài phút, lãnh đạo bước vào, ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không cổ, hồ kính, nét mặt ông thể hiện rằng tôi đang dễ dàng chịu đựng với những kẻ ngu xuẩn. Ông ngồi ở đầu bàn họp, chúng tôi là yên lặng khoảng 2-3 phút. Lúc đó ông hước mắt nhìn lên, nhìn chăm chú vào cái quạt trần đang quay trên đầu chúng tôi. Sau đó ông nhìn tôi với một vẻ cau có. Ngay lập tức tôi biết lý do tại sao các nhân viên trong ngân hàng trung ương, những người tham dự và những mọi khó khăn cho đến thời điểm đó đã biến mất khỏi văn phòng. Vị lãnh tụ đã nói với tôi với một vẻ vô cùng thất vọng, họ đưa đến cho tôi một đứa trẻ để làm cố vấn. Ông ấy tiếp: "Tôi đã từng ở Tokyo trước sự sụp đổ của thị trường chứng khoán do chính sách tài khoá vô trách nhiệm của các vị, họ chắc hẳn đã sẵn sàng rút khỏi thị trường Mỹ." Với bàn tay đầy mồ hôi của tôi bám chặt vào ghế, vẻ cau có của vị lãnh tụ ngày càng lúc càng tăng lên. Tôi cho rằng đây không phải là một dấu hiệu tốt. Ông ấy đang nản chí và chuẩn bị đưa ra một quyết định để giữ lại hợp đồng cho bạn mình. Em, một cán bộ của ngân hàng trung ương trước đó đã nói rằng công ty của tôi được thuê, em có khả năng sẽ bị mất hợp đồng tư vấn. Lấy hết can đảm để phản bác lại ý kiến của vị lãnh tụ, tôi cho rằng trong thực tế tôi đã gặp gỡ tất cả các công ty bảo hiểm Nhật Bản và cả bộ tài chính, ở đó người ta không hề hoảng loạn. Tokyo dường như đang lập một kế hoạch mua từ thị trường chứng khoán Mỹ, có nghĩa là cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán dường như sắp đi qua và tình hình sẽ ổn định tương đối nhanh chóng do bản chất liên kết chặt chẽ với hệ thống toàn cầu. Đó là một điều vớ vẩn nhất mà tôi từng nghe vị lãnh tụ nói lớn bằng giọng Oxford và quay qua tìm người trợ lý, như thể là ông đã chuẩn bị tuyên bố một cuộc gặp mặt sắp kết thúc. Ông ấy nói thêm rằng người của chúng tôi ở New York thường xuyên nói chuyện với những người ở trong nước, họ biết rằng tình hình thị trường và họ nói điều ngược lại với những gì ông nói. Đây là cuộc trò chuyện vô ích. Tại thời điểm này tôi nhận thấy rằng tôi không có gì để mất nữa. Với một hợp đồng sắp tuột khỏi tay, tôi phản ứng lại một cách cứng rắn. Tôi bắt đầu lên tiếng: "Thưa ngài, mặc dù tôi rất tôn trọng ý kiến của ngài, nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng phân tích của tôi là chính xác. Tôi cảm thấy chất adrenaline đang chảy trong cơ thể khiến tim đập nhanh hơn." Tôi tiếp tục: "Tôi không thể dừng lại được. Các cố vấn ở New York của ngài có thể thông minh tài trí, nhưng họ không có cùng một quan điểm với tất cả các nhà đầu tư lớn ở Tokyo. Và tôi có thể đảm bảo với ngài rằng người Nhật sẽ là khách hàng lớn trong thị trường Mỹ trong tuần tới. Nếu như nền kinh tế Mỹ đi xuống, họ có thể mất rất nhiều. Song cùng với việc nhìn thế giới trong các điều kiện toàn cầu, họ vẫn có niềm tin lâu bền vào Mỹ như một con điếm cho đến các hoạt động đầu tư. Tôi tin rằng các nhà kinh tế học tại Singapore đã phân tích dựa trên mô hình tài chính cũ. Phân tích này cho rằng Mỹ còn một hệ thống tài chính và kinh tế khép kín, thâm hụt ngân sách lớn của Mỹ vào lúc đó có thể biến sự sụp đổ của thị trường chứng khoán thành một vấn đề lớn, chứ không chỉ là một sự kiện tài chính đơn thuần đâu. Sự sụp đổ này sẽ dẫn đến thảm họa kinh tế về quy mô rộng lớn. Mô hình này chỉ ra rằng những khoản tiền dự trữ trong nước sẽ phải dùng để đền bù những khoản thâm hụt và do đó không còn đủ nguồn tài chính để khôi phục nền thị trường chứng khoán nữa. Hiểu biết của tôi dựa trên việc nghe thông tin từ người Nhật đã thuyết phục tôi rằng nền kinh tế toàn cầu đang trải qua một thay đổi cơ bản. Việc chuyển qua khoản tiết kiệm ra nước ngoài đã khiến cho các mô hình tài chính cũ trở nên lỗi thời. Đó là lý do tại sao tôi dự đoán thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bật lên từ sự sụp đổ, một trong những kích thích bởi việc nước ngoài mua hàng của Mỹ và bởi đây cũng bởi các nhà đầu tư Mỹ đang hiện nay có thể vay mượn từ các thị trường nước ngoài dễ dàng hơn để mua chứng khoán Mỹ. Hóa ra là hệ thống tài chính được toàn cầu hóa mới này đã ngăn chặn một vụ bán đại hạ giá mang tính chất toàn quốc với cổ phiếu của Mỹ. Toàn cầu hóa tài chính đã giúp cứu vãn tình hình,
Tuy nhiên, điều mà có lẽ một cái bắt tay nhanh chóng đã chuyển thành một cuộc trao đổi khá dài và quyết liệt. Tất cả những gì tôi nói, Lý Quang Diệu đều nghi ngờ. Dự đoán của tôi về sự bùng nổ trong hoạt động mua vào của người Nhật và sự dự đoán là có cơ sở dựa trên bản chất là đặc điểm chung của câu hỏi mà người Nhật đã đặt ra trong vài ngày trước đó. Trực giác đó, dự đoán có cơ sở, hóa ra lại là đúng, thậm chí là sớm hơn so với dự đoán của tôi. Nền kinh tế của Mỹ tồn tại sau vụ sụp đổ và khởi sắc chính xác là nhờ bản chất toàn cầu hóa của hệ thống tài chính mới này. Mặc cho những lý lẽ thông thường và bầu không khí của chính trị Mỹ, người Nhật Bản cảm thấy một niềm tin sâu sắc rằng Mỹ là nơi đầu tư tuyệt vời. Mỹ đã cam kết trung thành các thị trường tự do, luồng vốn tự do và một tương lai cơ bản cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tôi nói với các bạn đồng nghiệp tại Singapore ở ngân hàng trung ương rằng cuộc trò chuyện của tôi với lãnh tụ là một thất bại, một trong những cuộc phỏng vấn tệ nhất mà tôi từng trải qua. Nixon đã đúng, người đàn ông này rất tài trí và cuộc đàm luận diễn ra vô cùng căng thẳng với nhiệt độ nhanh. Chỉ khi mà bước lên máy bay thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Khoảng một tháng sau, khi mà buổi phỏng vấn tồi tệ đó đã gần như biến mất khỏi tâm trí tôi, thì đại sứ Cốt đã gọi đến văn phòng của tôi. Hợp đồng của ông đã được ký và sẵn sàng để chờ ông đến lấy. Rõ ràng lãnh tụ đã bớt khắt khe hơn vì hầu như tất cả những gì tôi đã dự đoán ở Singapore hóa ra lại là đúng. Ngân hàng trung ương tiếp tục trở thành khách hàng luôn luôn đặt ra những câu hỏi quan trọng hàng đầu và hệ thống kinh tế toàn cầu. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được sự hoài nghi đáng ngạc nhiên của Lý Quang Diệu khi nghe Mỹ nói có thể sống sót, thậm chí có thể phát triển thịnh vượng trong hoàn cảnh thâm hụt ngân sách vừa thâm hụt khoản vãng lai. Thực ra cuộc gặp gỡ đó đã đưa cho tôi một phép so sánh tương tự rằng khoản nợ của Mỹ trong suốt thời gian cuối thế kỷ thứ 19 do nước Mỹ đang công nghiệp hóa đã tạo nên trong quá trình xây dựng những tuyến đường sắt ở phía Tây đã không thể ngăn Mỹ vượt qua được Vương quốc Anh, chủ nợ lớn nhất của mình trong hai lĩnh vực là thu nhập quốc gia và vốn thị trường chứng khoán. Nhưng lãnh tụ đã chắc không có khái niệm gì về điều đó. Chắc chắn là phân tích lạc quan của tôi thì hoàn toàn trái với tư duy phổ biến. Vả lại, ông cũng có thể đang kiểm tra tôi xem liệu là có thể ứng phó được với trước những lời lẽ khó nghe đó hay không. Tại sao mặc dù thâm hụt ở Mỹ vẫn tiếp tục sống sót và phát triển thịnh vượng, có thể tóm tắt bằng ba từ toàn cầu hóa. Nước Mỹ mới vừa trải qua một hệ thống khép chặt và ngay sau đó nó là một phần của mạng lưới toàn cầu hóa với sự liên kết chặt chẽ với nhau. Bất chấp hậu quả ra sao thì sự di chuyển của nguồn vốn tiết kiệm trên toàn cầu đang xác định và định hình lại toàn cảnh kinh tế thế giới. Khi hầu hết mọi người đều hình dung về toàn cầu hóa, họ không thể lập tức ngay hình dung được những thương nhân của thị trường tài chính hoặc là hàng nghìn tỷ đô la đang lưu thông khắp trên thế giới. Họ nghĩ đến thương hiệu độc quyền của gà rán Kentucky xuất hiện tại trung tâm Bắc Kinh, hay những chiếc bánh hay những chiếc máy tính Dell hay là KTW đang lắp ráp với giá thấp nhất bằng cách sử dụng một bộ phận được sản xuất tại châu Á với những nền kinh tế riêng biệt để đưa đến những lợi thế tương đối độc đáo cho nó. Họ nghĩ đến việc gọi một cuộc gọi điện thoại yêu cầu trợ giúp kỹ thuật của một sản phẩm tại Toledo hay Ohio và nói chuyện với một kỹ thuật viên tại New Delhi. Hình ảnh của sự kiện ra con chip máy tính làm cho cuộc sống hàng ngày trên toàn cầu hiệu quả hơn, tạo ra nhiều sản phẩm hơn với chi phí và công sức ít hơn. Nhưng tất cả phát triển đều đáng kinh ngạc này diễn ra như thế nào? Nhân tố nào đã khiến cho tất cả sự phát triển này bắt đầu? Tôi tin câu trả lời nằm trong việc xem xét cách thức thị trường tài chính của quốc tế toàn cầu hóa. Thảo luận về dòng vốn đầu tư có thể không thú vị bằng việc thảo luận những tranh thủ, những thủ tục máy tính đang được phát triển bởi các chuyên gia sinh sống tại các lục địa khác nhau. Nhưng các thị trường tài chính còn là nhân tố chính khiến cho quá trình toàn cầu hóa bắt đầu. Trước vào những năm 1980, Mỹ là một hệ thống tương đối đóng, ngoại trừ đối với một số hoạt động thương mại toàn cầu và phần lớn trong lĩnh vực hàng hóa. Ngoại trừ số tiền mà các nhà lĩnh vực sản xuất dầu chuyển qua ngân hàng ở Mỹ và khoản đầu tư tại Mỹ Latin thì nguồn vốn có xu hướng được giữ lại trong nước, trừ khi phải tài trợ cho hoạt động thương mại. Điều này không thể như là mỗi quốc gia đang sở hữu một cái nguồn vốn riêng.
mà từ đó họ có thể cấp vốn, tức là tài trợ cho việc mở rộng kinh tế của mình. Các thị trường tài chính đơn giản là không nhộn nhịp, không hiệu quả và tương đối dễ đoán đối với các hoạch định chính sách. Thật không may là hệ thống này chỉ có phương tiện tương đối hạn chế trong việc tài trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập và đánh giá rủi ro đầu tư mới. Các ngân hàng thích đầu tư vào các doanh nghiệp có danh tiếng, càng lớn càng tốt. Các doanh nghiệp nhỏ thì gần như phải tự xoay sở bằng nguồn vốn của mình, hầu như có rất ít ý tưởng về việc làm thế nào để tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp sắp được thành lập. Nguồn cung cấp việc làm mới chủ yếu. Tuy nhiên, vào năm 1979, Bộ Lao động Mỹ dưới thời Tổng thống Carter đã sửa đổi các quy định về cách thức quỹ lương hưu có thể đầu tư vào tài sản của họ. Các quỹ hưu này thì chỉ được phép đầu tư vào cổ phiếu blue chip thôi. Thì lúc này theo quy định mới đã cho phép đầu tư vào các công ty nhỏ và ít có danh tiếng hơn. Đây là một đặc ân đối với ngành đầu tư mạo hiểm, ngành mà 44% vốn được nhận từ các quỹ lương hưu từ năm 1980 đến năm 2002. Hàng tỷ đô la vốn không được sử dụng của Mỹ đã được huy động để phục vụ cho mục đích sinh lời hơn. Thì theo quan điểm phổ biến của thị trường trong 25 năm gần đây, chỉ riêng vốn của những người giàu đã đủ khôi phục nền kinh tế Mỹ rồi. Cái gọi là thuyết thâm nhập của thị trường thịnh vượng. Trên thực tế, dù có chủ tâm hay không thì cả nước đều đang góp phần cho việc khôi phục nền kinh tế khi khoản lương hưu công và tư nhân cùng các phương tiện tài chính trước đây khá bảo thủ đã được tung ra thị trường. Quốc hội chấm dứt các quy định về mức trần đối với lãi suất cho các khoản tiết kiệm. Cơ quan quản lý cũng đã giảm bớt lượng vốn mà các ngân hàng đã được yêu cầu phải giữ lại để làm tiền dự trữ, giảm bớt hạn định về đầu tư ngân hàng đã đạt vào năm 1930 vào thời kỳ đại suy thoái. Vào năm 1978, Quốc hội với Đảng Dân Chủ đã chiếm đa số đã cắt giảm tỷ lệ thuế đánh vào thu nhập từ chứng khoán, tức là lợi vốn. Tiếp đến vào việc thành lập khoảng 401 một bước phát triển đặc biệt trong việc giải phóng triển khai tài chính. Đến năm 1980 thì thị trường tài chính mới được tự do hóa ở Mỹ, đã được đầu tư vốn vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn một thời bị lãng quên thông qua hệ thống tài chính được hiện đại hóa nhiều tầng bậc. Hệ thống trao vai trò quan trọng của nhiều hoạt động tài chính, quỹ, cổ phần tư nhân và phát triển công cụ nợ riêng lẻ, quỹ đầu tư phòng vệ và trái phiếu sinh lời cao, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các quỹ hồi sinh doanh nghiệp, các quỹ đầu tư vốn trung gian tư nhân. Rốt cuộc, trên quy mô toàn cầu thì các giao dịch chuyển tiền tiết kiệm qua biên giới mới được góp phần vào việc đầu tư rộng rãi trên toàn cầu trong những giai đoạn mới bắt đầu và khôi phục nền kinh tế. Sự sụp đổ của hàng tỷ giá hối đoái cố định tại Bretton Woods vào năm 1971 và sự dịch chuyển sang một chế độ quốc tế của tỷ giá hối đoái thả nổi cũng đã góp phần vào việc mở các dòng vốn đầu tư. Trong phần tiếp theo thì sẽ đọc thầm. Và kết thúc tại đây.